những cái giải nguyên này, tôi sẽ chỉ giải nguyên. Đây thì đây bốn kéo này, đây một kéo này, à, tôi chỉ chi giải nguyên. Chạy công độ thấp nha, chạy công độ thấp. Bên đây này nó khác nhiều, con này đâu khác nhiều đâu. Rồi
cái ngọn to để cho nó ngọn nó nhỏ lại, còn bằng cách cái lá sẽ rọ nó nở ra đây. Bên đây nhớ nha, bên đây thuận tay này thì đẩy lên được, bên đây nè dưới nghe đẩy lên đây là nhân tay đấy, các cái gần trước đó cho nên nó quay lại các ở ngoài trước bên đây thì cái tay đấy thấy quay lại vậy để tốc độ cao. Tiếp theo như vậy thì bên đây vậy thì bên đây ở ngoài trước, còn nếu chỉ để gì khác thì chắc chồng chứ ở ngoài trước, chồng chưa chắc dạng bên ở trên nên phải cắt ở ngoài trước nhớ đó. Cái chuyện chưa có giải tóc đuổi khác tóc đuổi không hả các tóc đuổi khác tóc đuổi nha. Cái thứ dưỡng em khác như vậy đó ha, không còn cắt ra cái ngọn cái gì á, không khác nên tóc dưỡng chưa hả, chưa không